Có thể thấy rằng chưa bao giờ sức hút của Ligue 2 lại lớn như mùa giải năm nay. Tính tới thời điểm hiện tại, Ligue 2 đã trải qua được 3 vòng đấu với những diễn biến hấp dẫn. Riêng với Pau FC với 2 trận hòa và 1 trận thua, đội bóng của Quang Hải đang đứng thứ 15 trên bảng xếp hạng với 2 điểm và sắp tới họ sẽ phải đụng độ với đối thủ đang xếp ở vị trí thứ 17 trên bảng xếp hạng là Sochaux tại vòng 4. Đáng chú ý ở cả 3 trận đấu vừa qua, tiền vệ người Việt Nam đều được thi đấu, trong đó có 2 trận đá chính. Dù chưa thực sự tỏa sáng nổi trội trên sân, nhưng những ấn tượng mà Quang Hải để lại sau những trận đấu đó là rất tích cực. Mặt khác, anh vẫn đang nhận được sự tin tưởng huấn luyện viên Didier Tholot và rất có thể sẽ tiếp tục đá chính ở vòng 4 gặp Sochaux vào ngày 21 tháng 8 tới đây. Đây cũng sẽ là lần đầu tiên Quang Hải thi đấu tại Nouste Camp bởi vòng đấu thứ 2, sân đấu này được sửa chữa lại. Và ngày hôm nay, hãy cùng BLV Mai Anh Tài tìm hiểu thử xem đối thủ sắp tới của số 19 của đội tuyển Việt Nam sẽ đối đầu mạnh đến cỡ nào và cơ hội ra sân của Quang Hải ở trận đấu này liệu có cao hay không nhỉ? Đầu tiên, hãy nói đôi chút về đối thủ mà Quang Hải sẽ phải đối đầu sắp tới. Sochaux là một trong những câu lạc bộ có lối đá tương đối khó chịu, mang những nét đặc trưng của giải đấu đất nước hình lục lăng. Và họ cũng không phải là một đội bóng dễ bị khuất phục vì câu lạc bộ này có bề dày lịch sử cũng như những thành tích khá ấn tượng. Nói thêm về lịch sử của đội bóng này, Sochaux hay tên đầy đủ là Sochaux Montpellier là một câu lạc bộ bóng đá có trụ sở tại thành phố Montpellier, được thành lập vào năm 1928 và hiện đang chơi tại Ligue 2. Sau khi đứng thứ 18 và bị xuống hạng khỏi Ligue 1 ở mùa giải 2013-2014, Sochaux chơi các trận đấu trên sân nhà tại Stade Auguste Bonnard. Trong quá khứ, đây là nơi đào tạo nên nhiều gương mặt ưu tú cho bóng đá Pháp, tiêu biểu như là Yannick Stupira, Enzo Diouf, Jeremy Menes, Marvin Martin, Bernard Genghini hay là Benoît Veredi. Sochaux cũng là bệ phóng cho những Jeremy Mathieu, Cedric Bakambu, Miranda hay là Ivan Prozic. Đội bóng này từng là cái tên quen thuộc ở Ligue 1, nhưng kể từ khi rớt hạng ở mùa bóng 2013-2014, xếp thứ 18 trên 20, họ vẫn chưa thể trở lại sân chơi cao nhất của bóng đá Pháp. Mùa giải trước là thời điểm Sochaux tiến gần nhất đến mục tiêu này khi giành được 68 điểm, xếp thứ 5 trên 20 đội, qua đó lọt vào vòng play-off thăng hạng. Tuy nhiên, dù đã lọt vào vòng bán kết sau khi đánh bại Paris FC, nhưng Sochaux lại thất thủ 4 năm ở loạt play-off trước AOC. Câu lạc bộ đã vượt qua Saint-Étienne để giành vé thăng hạng Ligue 1. Đó cũng là lần gần nhất mà câu lạc bộ xứ Montpellier tiến đến sát cơ hội thăng hạng sau 8 mùa giải chôn chân ở Ligue 2. Những tưởng việc suýt nữa thăng hạng sẽ giúp Sochaux quyết tâm hơn trong mùa này. Tuy nhiên, họ đã thi đấu tương đối tệ ở những vòng đầu. Sochaux mở màn bằng trận hòa không đều trước Paris FC, nhưng sau đó họ thua liên tiếp trước Grenoble và Amiens với cùng tỷ số là 0-1. Trên bảng xếp hạng hiện tại, Sochaux tạm thời đứng thứ 17 trên 20 đội, kém Pau 1 điểm và xếp dưới 2 bậc. Sau những thống kê này cũng chỉ mang tính tương đối, chứ không thể nào khẳng định họ kém hơn đội bóng của Quang Hải. Nên nhớ rằng trong 2 lần đối đầu ở Pau mùa giải trước, Sochaux đều thắng 2-1 trên sân nhà và 1-0 trên sân khách. Pau FC cũng không thắng được Sochaux ở 4 lần chạm trán gần nhất. Ngoài ra, nếu tính về giá trị cầu thủ thì trên trang đánh giá Transfermarkt, Sochaux có giá trị đội hình là 25,5 triệu euro, tức là gấp 2,5 lần so với đội bóng của Quang Hải chỉ có giá trị khoảng 10,45 triệu euro. Cầu thủ có giá trị cao nhất của họ là thủ quân Gaëtan Weissbeck khi anh được định giá 2,5 triệu euro. Mùa trước thì Weissbeck ghi 7 bàn thắng và có 5 được kiến tạo sau 40 trận, 35 bàn tại Ligue 2. Những gương mặt đáng chú ý nhất của Sochaux là tiền vệ phải Alu Kalulu, người đã ghi 10 bàn và có 5 kiến tạo tới Ligue 2 mùa trước. Chân sút chỉ cao 1m66 này được định giá 1,5 triệu euro. Trong cả 3 trận ở mùa giải này, Sochaux trung thành với sơ đồ 4-2-3-1. Trong khi đó, tiền vệ phải Kalulu, hậu công Weissbeck và thủ môn Marcel Privat là 3 cầu thủ hiếm hoi đã trọn vẹn 270 phút. Tuy nhiên, có một tin đáng mừng cho Quang Hải và các đồng đội của anh là khi mới đây, Sochaux lại nhận thông tin không hay về tình hình lực lượng. Theo đó, tờ Le Quip đưa tin, ngôi sao sáng giá nhất của đội bóng này là Alan Virginius đang trên đường chuẩn bị gia nhập Lyn, câu lạc bộ tên tuổi ở Ligue 1 với mức giá 5 triệu euro. Thi đấu rực sáng của Sochaux, Alan Virginius là vào tầm ngắm của rất nhiều đội bóng tên tuổi tại châu Âu như Newcastle, Leverkusen, Bologna hay là Anderlecht. Chính vì tài chính gặp nhiều khó khăn và thành tích không tốt thời gian gần đây khiến cho sao mai này quyết định ra đi. Với mức giá 5 triệu euro, Alan Virginius cũng trở thành thương vụ đắt giá thứ 3 trong kỳ chuyển nhượng mùa hè Ligue 2 mùa giải này. Ngôi sao của U19 Pháp sẽ chính thức trở thành cầu thủ thuộc biên chế của Lyn sau khi hoàn tất buổi kiểm tra y tế và đặt bút ký vào hợp đồng dài hạn. Sau 3 vòng ở Ligue 2, Sochaux vẫn chưa ghi được bất kỳ một bàn thắng nào. Hàng công đáng báo động đó sẽ còn gặp nhiều khó khăn khi thiếu đi Alan Virginius. Đây sẽ là cơ hội để Quang Hải và Pau FC tìm kiếm chiến thắng đầu tay khi được thi đấu trên sân nhà Nouste Camp. Vì đối thủ thiếu vắng tiền đạo có thể xem là hay nhất nhì của đội, đồng thời sẽ khiến cho hàng thủ của Pau FC được giảm tải áp lực rất lớn. Điều này giúp huấn luyện viên Didier Tholot có thể tự tin sử dụng những cầu thủ tấn công hơn trong đội hình, và trong đó chắc chắn sẽ có sự góp mặt của Nguyễn Quang Hải. Chơi với một đối thủ đang bị sứt mẻ nơi hàng công cũng sẽ giúp Quang Hải có thể phát huy những phẩm chất tốt của mình. Vì thực tế, qua những phút đóng góp trên sân từ đầu mùa giải đến giờ, Quang Hải vẫn luôn phải lùi rất sâu để hỗ trợ cho các đồng đội phòng ngự. Điều này là cần thiết vì Quang Hải đang trong quá trình chứng minh bản thân nên anh cần phải thể hiện sự xông xáo của mình. Tuy nhiên, nếu đối đầu với một câu lạc bộ mất đi họng súng chủ lực như Sochaux sắp tới thì Quang Hải sẽ có nhiều đất diễn hơn, chứ không còn phải bận tâm quá nhiều về việc hỗ trợ các đồng đội phòng ngự nữa. Về phía nhân sự câu lạc bộ Pau FC, nếu không có sự cố gì quá bất ngờ thì chắc chắn họ sẽ có cho mình những hào thủ chất lượng nhất. Như vậy nhiều khả năng Pau FC sẽ ra quân với sơ đồ quen thuộc 4-2-3-1 với vị trí người gác đền Alexandre Oliero. Cặp đôi trung vệ sẽ gồm Antoine Baptiste và Xavier Kouassi. Hành lang cánh trái sẽ là nơi án ngữ của Evans và đối diện với anh là Elwin Kofi. Bộ đôi chơi sâu nhất ở hàng tiền vệ Pau FC là Eddie Silvestre và Steve Bionas. Chúng ta sẽ kỳ vọng vào khả năng Quang Hải sẽ xuất phát ngay từ đầu với vị trí hộ công cho ba tiền đạo phía trên, bao gồm Abzi ở bên phía cánh trái, Charles Boli ở bên phía cánh phải và tiền đạo cắm không ai khác ngoài số 9 Marvin Martin. Về phía đối thủ của Quang Hải sắp tới, họ cũng chủ trương chơi với sơ đồ 4-2-3-1. Đội hình tối ưu nhất của họ ở vòng 4 sẽ gồm thủ thành Marcel Privat, bộ đội trung vệ gồm Ismael Aneba và Saad Aguju. Hành lang cánh phải có sự góp mặt của Julian Fasurier và đối diện với anh là Yu Amugum. Hàng tiền vệ bao gồm Frank Konate, Rolly Pereira de Sa và chơi hậu công sẽ là Gaëtan Weissbeck. Tam tấu hàng công của Sochaux bao gồm Tony Mauricio ở cánh trái, Alu Kalulu ở cánh phải và chơi vai trò tiền đạo cắm sẽ được giao cho Ibrahim Sissoko. Ngoài ra có một thông tin thú vị trước thềm trận đấu này, đó là sau nhiều tuần thi công mặt cỏ mới thì cuối tuần này trong cuộc tiếp đón Sochaux, Pau FC sẽ được sử dụng thảm cỏ đặc biệt của mình. Theo báo chí Pháp, mặt cỏ của sân Nouste Camp bây giờ sẽ được pha trộn giữa cỏ tự nhiên và cỏ nhân tạo. Đây là sân bóng hiếm hoi tại Ligue 2 sử dụng cách pha trộn khá mới mẻ này. Theo đánh giá, khi cỏ tự nhiên mọc chung với cỏ nhân tạo, cấu trúc của chúng sẽ tạo ra một mặt sân thể thao có sức chịu đựng tốt và bền bỉ hơn. Loại lai tạo này được gọi là cỏ hybrid và nó được FIFA chứng nhận. Hiện nay nó cũng được dần phổ biến trên thế giới. Có lẽ lúc này người hâm mộ kỳ vọng cũng mong muốn được chứng kiến đội bóng của Quang Hải có thể giành chọn 3 điểm đầu tiên trong mùa giải 2022-2023 ngay chính thảm cỏ mới của mình. Suy cho cùng thì Sochaux là một đối thủ không hề dễ chơi với Pau FC. Tuy nhiên trong bối cảnh Sochaux đang suy yếu, Pau FC được đánh giá có cơ hội lớn để giành được 3 điểm. Ở trận đấu tới, cơ hội cho Quang Hải ra sân vẫn hoàn toàn có thể xảy ra. Tuy nhiên anh cần nỗ lực thêm khi ở 3 trận đấu đầu tiên, cầu thủ 25 tuổi chưa thực sự thích nghi với lối đá của câu lạc bộ. Và bài test tiếp theo vào ngày 21 tháng 8, buộc Quang Hải phải cố gắng chứng minh giá trị nhiều hơn nữa vì không phải lúc nào Tholot cũng sẵn sàng ưu ái anh như vậy. Và đó là tất cả những gì có trong video clip ngày hôm nay. Nếu các bạn thấy hay, hãy để lại một like và một subscribe channel BLV Mai Anh Tài nha. Đó là nguồn động lực to lớn để tụi mình có thể ra tiếp những video chất lượng hơn nữa trong tương lai. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.